Xin mến chào tất cả các em học sinh tiểu thân yêu đang đến với kênh Thương hiệu Tiểu học. Các em ơi, hôm nay trong video nhỏ này, thầy hướng dẫn các em cùng thầy làm các bài tập có trong quyển bài tập quyển tiếng Việt lớp 3 tập 2 dành cho buổi 2 theo bộ sách giáo khoa mới sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em ạ, hôm nay trong video nhỏ này, thầy cùng các em sẽ cùng nhau học ở tuần 20. Trong tuần 20 này, chúng ta cùng nhau học ở bài đọc 3 có tên bài Ngọc Thiện Trời, và chúng ta cùng nhau học ở bài 4 với tên bài Những Cái Tên Đáng Yêu. Các em sẽ cùng nhau luyện tập về từ ngữ có nghĩa giống nhau và biết kể lại hoạt động được thể hiện trong tranh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập những nội dung này thông qua ở tuần 20. Tuần 20 chúng ta cũng có 3 tiết: tiết 1, tiết 2, tiết 3 ở chương 6, chương 7 và chương 8. Thầy mời các em bây giờ cho thầy giáo sách giáo khoa tiếng Việt 3 buổi 2. Chúng ta cùng nhau vào tiết 1. Ở tiết 1 chúng ta có hoạt động đầu tiên là đọc tên bài Mảnh Vườn Tuổi Thơ. Chúng ta cùng đọc thầm với thầy, nghe thầy đọc và chúng ta xác định nội dung của bài này các em nhé. Mảnh Vườn Tuổi Thơ. Gia đình tôi sống ở một thành phố êm đềm thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đằng sau nhà tôi có một mảnh vườn nhỏ, ngoài tre, chuối, ổi còn có một có cây bưởi. Cây chanh nở đầy hoa trắng ngan ngát hương mỗi độ xuân về. Vườn cây tùm và tĩnh mịch, đủ để gọi những cánh chim trời. Lũ chim thường trú ngụ là bầy xe xẻ, chúng làm tổ quanh quẩn trong các hốc rỗng đầu hồi, ống máng dưới hiên nhà. Xẻ không biết hót, chỉ rích ra rích rích vào mùa quả chín. Bầy trà mào từ đâu bay về vườn nhà tôi, trong vỏm lá xanh ẩn hiện những cặp cánh sập xòe, những chòm màu đen nghiêng ngó, những túm lông đuôi đỏ hoe thấp thoáng. Khi đã no bụng, trái chín, trà mào đậu trên cành nghỉ ngơi và hót níu lo. Một thoáng sau, lại cùng bay đi hết, không trở lại vườn. Có nhiều buổi sớm, vừa ra vườn, tôi đã nghe thấy tiếng chim chích chòe lành lót. Ngước lên nhìn là thấy con chích chòe đậu vách vẹo cành tre, đung đưa cái đuôi dài thượt. Ngày tôi còn bé tí, thường nghe mẹ nói xưa cái chích chòe vốn là một anh học trò, nhưng vệt nông đuôi trắng trên cánh chim là cuốn sách của anh học trò ấy. Thảo nào, chích chòe thích dậy thật sớm, hót vang để đánh thức lũ trẻ con dậy đi học. Những con chích chòe dừng lại ở vườn nhà tôi, chỉ một thoáng rồi lại bay đi bay mất. Nhưng cũng đủ lưu lại tiếng kêu trong vườn, trong mảnh vườn tuổi thơ tôi. Bài này theo Vũ Tam Huệ. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài 2, yêu cầu như sau. Yêu cầu: trong khu vườn nhà bạn nhỏ có những cây gì? Cây tre. Nếu có đúng thì đánh dấu vào. Có tre không? Có tre. Có ổi không? À, có ổi. Có cam không? À, không có cam. Đúng không? Đấy. Có chuối không? Nào. Không có chuối. Đúng không nhỉ? À, có chuối chứ. À, tre, chuối, ổi. Có chanh không? Có cây chanh nở trắng hoa. Có bưởi không? Có. Vậy không có cam. Tiếp tục, chuyển sang câu 3. Câu 3 như sau. Bạn nhỏ kể và tả thế nào về mỗi loài chim trong vườn nhà mình? Bạn nhỏ tả đến 3 loài chim: chim xe xẻ, chim trà mào, chim chích chòe. Và mỗi một loài chim có một đặc điểm. Chim nào cánh sập xòe, có chòm màu đen, túm lông đuôi đỏ hoe trên đầu cành nghỉ ngơi hót níu đo khi đã ăn no trái chín? Đó là chim gì các em nhỉ? À, chim trà mào. Chim trà mào có túm đuôi, có túm lông đuôi đỏ hoe đấy. Đúng rồi. Chim nào luẩn quẩn quanh nhà, làm tổ luẩn quẩn quanh các hốc rỗng đầu hồi, ống máng dưới hiên nhà, không biết hót, chỉ kêu rích ra rích rích? Đó là chim xe xẻ. À, thầy giáo quê thầy giáo gọi con chim nào là chim di đồng. À, chim nào thì đậu vắt vẻo trên cành tre, đung đưa cái đuôi dài thượt?
Trên cánh chim có những vệt lông trắng thức dậy thật sớm để hót vang. À, đó là chim chích chòe. Vậy, mỗi một loài chim có những đặc điểm rất riêng và tác giả miêu tả rất kỹ những đặc điểm đặc sắc của mỗi loài chim đó. Sang câu hỏi 4, bạn nhỏ được mẹ kể cho nghe về điều gì chim chích chòe? À, bạn nhỏ được mẹ kể kể rằng là ngày tôi còn bé tí, thường nghe mẹ nói xưa kia, chích chòe vốn là một anh học trò. À, so sánh và liên tưởng chích chòe như một anh học trò. Những vệt lông trắng trên cánh chim là những cuốn sách của anh học trò. À, đúng rồi. Vậy sự tích chim chích chòe, đúng không nhỉ? Các bạn ạ, à, ta sẽ viết như sau. Nghe, bạn nhỏ được mẹ kể cho nghe điều gì về chim chích chòe? Ta trả lời, nghe mẹ kể xưa kia, chích chòe vốn là một anh học trò. Tiếp tục ý thứ hai, những vệt lông trắng là những cuốn sách. Sang câu hỏi 5, theo em, vì sao các loài chim thường bay đến vườn nhà bạn nhỏ? Đây là người ta hỏi phát triển năng lực, theo em, vì sao nhỉ? Vì sao lại bay đến vườn nhà bạn nhỏ? Theo em vì sao? À, mỗi người một quan điểm khác nhau. Theo thầy, chim nhiều loài chim mà lại bay về vườn bạn nhỏ. À, vì sao nhỉ? Các em ạ, à, thầy kể ra phải đã viết câu trả lời vào đây. Nhưng vì câu trả lời của thầy dài hơn một chút, thầy viết xuống đây. Còn cái câu 6 này thì viết lên đây nhé. Đây là câu 5 này. Đấy, cái câu 5 nhé. Câu 5 các bạn viết xuống đây. Để thầy trả lời. Vì vườn bạn nhỏ nhiều quả chín, yên lành và nhiều cây xanh. Sang câu 6, bạn nhỏ nhớ nhất điều gì ở mảnh vườn tuổi thơ của mình? Ta trả lời câu 6 ở đây nhé. Chỗ này thầy đã viết nhầm một chút. À, đây là cái cảm nhận của mỗi chúng ta. Tác giả hỏi là theo em, bạn nhỏ nhớ nhất những cái gì gắn với tuổi thơ của mình? Thì theo thầy là bạn nhỏ nhớ nhất những tiếng chim trong mảnh vườn bạn nhỏ. Trong mảnh vườn, đúng chưa? Và đó là toàn bộ nội dung của tiết 1. Chúng ta cùng nhau sang tiết 2. Tiết 2 yêu cầu như sau. Chọn từ có thể thay thế cho từ in đậm trong mỗi câu dưới đây. Ta có từ véo von, yên ả, yên ắng, xum xuê. Bây giờ ta bắt đầu làm nhé. Vậy, gia đình tôi sống ở một thành phố êm đềm. Từ in đậm là êm đềm. Êm đềm thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ. Từ nào thay thế cho từ êm đềm? À, ta có từ yên ả. Yên ả với êm đềm. Yên ả. Yên ả nhé. Vậy ta đã làm xong. Ta chuyển sang câu thứ hai. Câu thứ hai này, ta có vườn cây tùm và tĩnh mịch cũng đủ để gọi những cánh chim trời. Tùm, ta có từ in đậm là tùm. Vậy từ nào thay thế cho từ tùm? À, từ thay thế cho từ tùm là từ sum xuê. Sum xuê có nghĩa là tùm. Sum xuê. Từ nào thay thế cho từ tĩnh mịch? À, tĩnh mịch. Tĩnh mịch là yên ắng. Dùng từ yên ắng. Yên ắng các em nhé. Tiếp tục, ta còn một từ cuối cùng thôi. Khi đã no bụng trái chín, chào mào đậu trên cành nghỉ ngơi và hót níu no. Hót níu no. Từ nào cùng nghĩa với từ níu lo? Đó chính là từ véo von em nhé. Đã làm xong bài tập này rồi. Bây giờ yêu cầu bài tập 2. Bài tập 2 yêu cầu như sau. Tìm từ có nghĩa giống với từ dưới đây, vắng vẻ. À, vắng vẻ. Từ nào cùng nghĩa với từ có nghĩa giống với từ vắng vẻ? À, vắng vẻ. Ta có rất nhiều từ vắng vẻ như từ quạnh hiu. Quạnh hiu. Rồi là vắng tanh. Từ nào cùng nghĩa với từ có nghĩa cùng giống với từ yên tĩnh? Yên tĩnh, yên lặng. Nặng im. Nặng yên. Êm ả. Rất nhiều, đúng không? Từ nào có nghĩa giống với từ bát ngát? Là từ mênh mông. Mênh mông em nhé. Cánh đồng rộng mênh mông, cánh đồng rộng bát ngát. Mênh mông.
bát ngát, rộng lớn. Đấy, thầy tìm thêm nhiều từ để chúng ta hiểu hơn việc từ đó. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3 là gì? Chúng ta cùng nhau đọc yêu cầu với thầy. Điền dấu chấm hỏi và ô trống. Người ta chỉ yêu cầu chúng ta điền dấu chấm này và dấu chấm hỏi và ô trống thôi. Để điền đúng thì ta phải xác định ra mục đích của câu trong đoạn văn và dựa vào mục đích của câu ta điền dấu câu cho phù hợp. Bây giờ, vì chưa biết lượng sức học cách rời tổ, chim khuyên đã bị ngã nộn xuống đất. Diễn đạt một câu, một ý kể một vấn đề. Vậy đây là câu kể, điền dấu chấm. May sao, dưới gốc cây có nếp lá mục, nên chim khuyên không bị thương mà chỉ hết cả hồn vía. Đây cũng là một câu kể. Vậy hết ý, đánh dấu chấm. Con làm sao mà bị rơi xuống tận đây thế? Hỏi làm sao? Thế, đây là câu có mục đích để hỏi, người khác phải trả lời. Vì thế đánh dấu chấm hỏi. Tiếp tục, nghe mẹ hỏi. Thấy mẹ buồn no, chim khuyên vừa lấp vừa kể lại việc làm dại dột của mình. Kể lại việc làm này, nên lời nói để kể. Vậy đánh dấu chấm. Chim mẹ âu yếm dùng cánh phẩy những hạt đất cát vụn lá bám trên mình chim em và dặn: Con phải nhớ nghe lời mẹ, lần sau đừng dại dột như thế nữa. Theo phong thư. Vậy chúng ta đã làm xong của bài tập ở tiết 2. Với bài 3 ở tiết 2, các em nhớ dựa vào mục đích câu để chúng ta điền dấu câu cho phù hợp em nhé. Bây giờ thầy cùng em chuyển sang tiết 3. Ở tiết 3 yêu cầu gì? À, đọc yêu cầu bài 1. Chọn tiếng thích hợp. Điền vào chỗ trống. Đây là chỗ trống này. Tiếng thích hợp là tiếng sa và tiếng sa. Chúng tôi lo ngại vì trời sắp tối mà đường về còn xa. Xa là xa tít tắp, xa gần nên đã viết ích xì. Nước sông đỏ hồng vì có nhiều phù sa. Phù sa ta viết bằng con chữ sc. Gà mẹ hoảng hốt khi một chú gà sa xuống hồ nước. Sa là sa sẩy, sa chân nên ta viết chữ sờ a sa. Bây giờ sang bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu gì các em nhỉ? Điền vào chỗ trống. Người ta bảo chúng ta là điền vào chỗ trống. Vậy chúng ta có câu A. Sờ hoặc sờ. Em yêu xiết bao. Vậy ta chỉ điền sờ. Sờ yết xiết. Tiếng chim nành nót. Sân trường vui nhộn. Sân trường. Và đầu dòng ta viết hoa. Díu dít bài ca theo Nam Vương. Sang phần B. Yêu cầu chúng ta điền phần ất hay phần ấc. Lá cờ bay phần phật. Phần phật ớ tợ ất trong gió. Trông xa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ. Ruộng bậc thang ớ cờ ấc bờ bằng bậc. Mùa xuân những giọt mưa lất phất. Lất phất làm cỏ cây thêm tươi non. Chúng đã làm xong bài tập 2. Thông qua bài tập 2 chúng ta củng cố về phụ âm dễ lẫn. Sờ viết bằng con chữ SC. Sờ viết bằng con chữ XC. Và phần ất và phần ốc. Chúng ta chú ý cho thầy giáo chuyển sang bài 3. Viết đoạn văn ngắn kể lại hoạt động khi trời mưa mà em đã chứng kiến hoặc trải nghiệm. Nhanh lên mưa to thật rồi các bạn này. Sau đó các bạn thấy một con gà con và bạn đã cầm ô để che con gà khỏi ướt. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Và khi viết một đoạn văn kể là hoạt động ở dưới trời mưa thì các em phải có đầu, có kết thúc, có diễn biến của cái hoạt động đó. Đầu tiên thế nào? Điều gì đã xảy ra? Diễn biến ra sao và cuối cùng kết thúc thế nào? Ta viết cho tên cho thầy giáo nhé. Dựa vào bức tranh này, đúng không? Em đã chứng kiến hoặc trải nghiệm. Rồi. Các em ạ, với những gợi ý của tranh, vậy chúng ta có thể viết một đoạn văn miêu tả và kể lại cái chuyện mà các bạn nhỏ với một chú gà con và điều gì đã xảy ra nhỉ? Các bạn tùy theo nhé, cái này là viết sáng tạo thì các bạn sáng tạo theo cách viết của các em, không giống cần giống như thầy đâu, thầy chỉ làm cách gợi ý thôi nhá. Bây giờ các chúng ta chú ý này, thầy cũng viết vội, thầy phải đi làm, thầy phải đi làm này, thầy phải viết, thầy quay bài, thầy phải đi làm ngay.
Bây giờ các em chú ý nhé, chữ thầy không được đẹp vì là thầy viết cái bút này nó cũng hơi xấu, chứ còn chữ thầy cũng đi thi giáo viên viết chữ đẹp đấy, không phải không đâu nha. Nào bây giờ chúng ta bắt đầu, thầy viết nhanh này, nó hơi nóng một chút, nhưng khi học văn của thầy không cần phải giống thầy đâu nhé, đừng giống câu chữ khác đi này mới hay. Một chiều hè, tụi em đang đùa chơi trên cánh đồng, chấm, bỗng nhiên trời tối sầm lại, chấm, cây cối nghiêng ngả, chấm, mây đen ùn ùn kéo đến, chấm, em cùng các bạn vội vàng tránh mưa, chấm, mưa ù ù như say lúa, chấm, mưa mỗi lúc một nặng hạt, chấm, kìa, có một chú gà con nạc mẹ, chấm, chú kêu nạc cả giọng, chấm, chú đang tìm mẹ, chấm, em vội chạy ra bế chú vào trong trái bếp, bế chú vào trong trái bếp, chấm, em nhút chú vào một cái hộp giấy, mưa tạnh, chị gà nục tục dẫn đàn con kiếm mồi, em thả chú gà con để đón mẹ, mẹ con gà tíu tít, em mừng lắm, đúng không? Nói cảm xúc của mình, em mừng lắm. Rồi, bài văn, đoạn văn của chúng ta vừa viết, miêu tả tranh theo ý tưởng tượng của chúng ta. Còn tùy em có thể tưởng tượng theo hướng khác. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy xin các em, thầy mong các em hãy theo dõi kênh của thầy. Nhớ các em nhấn like, share và không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh cho thầy, để nhận những bài giảng tiếp theo của thầy nhé. Thầy xin chào và tạm biệt các em. Các em ơi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy tin rằng các em hiểu nội dung và làm đúng các bài tập có trong bài học ngày hôm nay. Và các em đừng quên nhấn like, share, comment, ủng hộ kênh cho thầy. Và các em đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh, nhận những bài giảng tiếp theo của thầy nhé. Và cuối cùng, thầy không quên chào tạm biệt tất cả các em. Hẹn gặp lại các em ở bài giảng lần sau. Goodbye for now.